Trà My xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ của bạn. Chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi buổi sáng hàng ngày trên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, như quý vị cũng biết thì ung thư phổi là một bệnh lý khá phổ biến và có tỷ lệ tử vong rất là cao. Có rất là nhiều phương pháp để điều trị ung thư phổi Và gần đây có một liệu pháp vừa mới xuất hiện và mở ra một kỷ nguyên mới cho người bệnh Đó chính là liệu pháp điều trị miễn dịch Vậy thì liệu pháp này mang đến những giải pháp nào Và sử dụng ra làm sao cũng như quá trình điều trị như thế nào Chúng ta sẽ cùng có cuộc trò chuyện ngay sau đây Cùng với bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Quốc Trung. À, Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Chào MC, chào Vy ạ À, thưa bác sĩ, như Trà My đã chia sẻ ngay lúc đầu, thì ung thư phổi là một bệnh lý về ung thư khá phổ biến và có tỷ lệ tử vong rất là cao. Vậy thì đầu tiên bác sĩ có thể chia sẻ về chức năng của phổi ạ? À, chúng ta biết thì um, phổi là một cái cơ quan gọi là cái trao đổi khí à, giúp chúng ta tiếp nhận uh, oxy, thải à, CO2 mỗi ngày. À, lá phổi chúng ta thì đảm bảo được là cái sự sống của chúng ta. Vậy thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này ạ? À? Thì chúng ta thấy là ung thư phổi là một loại bệnh lý ung thư tỷ lệ mắc cao ở trên thế giới cũng như tại Việt Nam dạ. và tỷ lệ tử vong nó cũng tương tự dạ. như là người mắc tỷ lệ mới mắc đó dạ. và những cái nguyên nhân à, gây ra cái tình trạng của ung thư phổi thì đầu tiên chúng ta sẽ nói là nó là tình trạng hút thuốc lá. Hút thuốc lá. Những người mà hút lá trực tiếp thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ của ung thư phổi lên từ 10 đến 30 lần à, kế tiếp là chúng ta thấy là những người hút lá thụ động ừ. là mà mình không hút lá nhưng mà mình sẽ hít những cái khói thuốc dạ. ngoài ra những cái người làm trong những cái môi trường gọi là độc hại dạ. như là chất hạt miên nè ừ. hoặc là cái chất phóng xạ nè hoặc là cái tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại cũng là một nguyên nhân gây ra cái ung thư phổi ạ Dạ, vậy thì cái giai đoạn của bệnh đó, nó sẽ diễn tiến như thế nào ạ? À? thường là giai đoạn bệnh thì nó đầu tiên là bệnh sẽ tiến triển ngay tại chỗ người bệnh sẽ ho nè hoặc là bệnh nhân sẽ khạc ra máu oh. hoặc là có u chèn ép vô cái đường thở có thể làm cho bệnh nhân thở rít nè khò khe dạ. hoặc là một cái xâm lấn vô cái hành ngực làm bệnh nhân đau ngực ừ. và có thể là sau đó thì tiến triển của ung thư như gặp chúng sẽ di căn đến xương nè làm cho cái đau xương chèn ép vô có thể làm cho bệnh nhân bị liệt dạ hoặc là dị căn đến gan yeah. là làm cho những cái tổn thương của gan hay suy si gan hoặc là, là di căn lên não nữa yeah. thì làm cho bệnh nhân có thể bị những cái triệu chứng như động kinh yeah. hoặc là yếu nửa người hoặc là di căn đến tiếng thượng thận thì trong những tình huống đó thì bệnh nhân ở giai đoạn muộn hơn vậy thì có những cái dấu hiệu nào mà nó xuất hiện sớm để mình biết để mình đi tầm soát không ạ? À? thì đối ung thư phổi cho đến hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có gọi là phát hiện sớm được. Oh. Hiện tại chúng ta đang có những cái chương trình à, gọi là tầm soát cho những cái nhóm gọi là bệnh nhân có nguy cơ cao dạ. như bệnh nhân hút thuốc lâu năm nè, dạ. bệnh nhân trên 50 mươi tuổi dạ. thì chúng ta có cái chương trình gọi là cái chụp cái CT với liều à, thấp dạ. để giúp cho cái à, việc phát hiện ở giai dạ. đoạn ung à, thư phổi còn giai đoạn sớm. Dạ như bác sĩ chia sẻ thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này và cụ thể chính xác mà nhiều người hay biết tới đó là nguyên nhân là do hút thuốc nhưng mà trên thị trường hiện nay thì trà thấy là cũng có một số những cái thương hiệu người ta quảng cáo là hút thuốc nhưng mà lại không ảnh hưởng đến phổi thì không biết là cái 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 câu chuyện này là đúng hay sai à cái kết quả thì dạ. chúng ta cần phải dựa trên cái nghiên cứu dạ. do đó cái việc mà hút thuốc lá dạ. mà không gây ra cái ung thư phổi thực sự là không đúng Cả, cả hút thuốc lá điện tử dạ. vẫn gây ra một cái những bệnh lý về phổi ừ. và có thể dẫn đến cái ung thư phổi. Bản thân chào My cũng hay thắc mắc là à, với những người mà bị ung thư phổi là người ta hút thuốc lá trực tiếp thì người ta đã bị rồi nhưng mà lại có những người phụ nữ kể cả là trong giai đoạn mang thai luôn nhưng mà cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều từ khói thuốc lá cho nên à, thực sự là chen ngang bác sĩ một chút là cũng có một cái lời khuyên dành cho quý vị đang theo dõi chương trình à, cho dù là chúng ta chọn lựa loại thuốc lá nào đi chăng nữa thì mình cũng nghĩ thật là xa đến sức khỏe của chúng ta đầu tiên và đến sức khỏe của những người lân cận rồi đúng không bác sĩ đúng rồi dạ. vậy thì khi mà đã có những cái dấu hiệu ban đầu như vậy thì khi đến thăm khám bác sĩ thì bác sĩ sẽ có những cái phương pháp chuẩn đoán như thế nào ạ thì khi một bệnh nhân có những cái triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ của cái ung thư phổi dạ. thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ hỏi về tiền sử của bệnh nhân có hút lá hay không dạ. hay là những người thân trong gia đình có ai hút lá hay không người ta làm nghề nghiệp gì À, trong môi trường nó có bị ô nhiễm hay không và tiếp theo chúng ta sẽ hỏi những cái triệu chứng của bệnh nhân tiếp theo chúng ta sẽ triển khai về cái hình ảnh để giúp coi là cái bệnh này còn ở giai đoạn còn ngay lá phổi hay không hay là đã đến những cái cơ quan à, khác rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ triển khai à, về việc à, lấy cái mẫu mô sinh thiết để cho xác định rõ là đây là cái nhóm bệnh là ung thư phổi à, không tế bào nhỏ dạ. hay là tế bào nhỏ dạ. À, đồng thời có cái mẫu mô đó chúng ta sẽ giúp chúng ta làm thêm những cái gọi là cái xét nghiệm về sinh học để giúp cho chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị cho nó phù hợp dạ. cho người bệnh. Vậy thì sau khi chẩn đoán xong thì sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ? À? Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ coi giai đoạn của bệnh nhân dạ. là ở giai đoạn nào. Đối với ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chúng ta sẽ có bốn giai đoạn, giai đoạn 1, 2 và giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Đối với giai đoạn 1, 2 và một phần của giai đoạn 3 thì chúng ta có thể can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật là phương pháp mà chúng ta lấy toàn bộ khối u của phổi đi. Và sau đó chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ sau đó cho người bệnh thì chúng ta có cơ hội là giảm cái tái phát cho người bệnh. Yeah và có thể hy vọng một cái gì đó nó điều trị một cách triệt để cho người bệnh không may bệnh nhân ở giai đoạn mà gọi là giai đoạn tiến xa yeah. như là giai đoạn 3, kể cả giai đoạn di căn giai đoạn 4 thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp tiếp cận khác nhau thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ xạ trị cho người bệnh yeah. chúng ta dùng cái chùm tia năng lượng cao yeah. chiếu vào trực tiếp vào khối u và sau đó chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp miễn dịch để giúp cải thiện sống còn cho người bệnh và giai đoạn 4 giai đoạn di căn hiện tại chúng ta đã có những cái phương pháp điều trị gọi là tiến bộ trên thế giới và có thể kéo dài cái sống còn cho người bệnh dạ à, lúc nãy trà my cũng có đề cập cái lúc đầu à, liệu pháp miễn dịch ra đời là một kỷ nguyên mới dành cho những bệnh nhân có bệnh lý ung thư phổi vậy thì liệu pháp miễn dịch là gì ạ đầu tiên để nói về cái liệu pháp miễn dịch thì chúng ta cần phải biết nó là thuộc cái nhóm điều trị như thế nào, dạ. nó thuộc được xếp vô cái nhóm gọi là cái điều trị toàn thân, dạ. toàn thân là cái thuốc đó là phải đi vào trong máu và đi khắp cơ thể. Dạ. Thì hiện tại đầu tiên cổ điển nhất đối với cái điều trị ung thư phổi đó là điều trị bằng hóa trị dạ. hay gọi là hóa chất. tuy nhiên chúng ta thấy là cái hiệu quả của hóa trị thì tương đối là phương pháp cổ điển, à, hiệu quả thì lại không cao và tác dụng phụ thì nhiều có thể gây ra như tình trạng rụt tóc nè tiêu chảy nè giảm bạch cầu nhiễm trùng cho người bệnh dạ. kế tiếp là chúng ta có điều trị gọi là điều nhắm trúng đích dạ. chúng ta biết là cái sự phát triển của tế bào ung thư phổi thì nó cần những cái gọi là cái đột biến về gen và chúng ta phát hiện ra những cái đột biến đó chúng ta sử dụng những thuốc trên ngay cái đích đó ừ. và nhờ vậy mà chúng ta có thể là chúng ta kiểm soát được căn bệnh với cái tác dụng phụ tương đối là ít và cuối cùng gần đây đó là cái liệu pháp về miễn dịch nó không chỉ là tế bào ung thư khi một cái vật lạ xâm nhập vào cơ thể dạ. thì hệ miễn dịch chúng ta sẽ phát hiện ra và tiêu diệt chúng tuy nhiên tế bào ung thư có vẻ như là thông minh ừ. nó trốn tránh được cái cái sự phát hiện của liệu pháp miễn dịch à. và chúng ta sử dụng những phương pháp phương tiện của miễn dịch để giúp cho cái hệ miễn dịch chúng ta làm được cái nhiệm vụ đó phát hiện ra những tế bào ung thư là một cái vật lạ và cần tiêu diệt liệu pháp miễn dịch nhờ đó ra đời và hiện tại chúng ta có những cái gọi là cái liệu pháp miễn dịch khác nhau phương pháp điều trị miễn dịch như là pembrolizumab yeah. hoặc là atezolizumab đã được ứng dụng trong cái điều trị của ung thư phổi yeah. và đem lại rất là hiệu quả tốt và cái tác dụng phụ của nó cũng tương đối là kiểm soát dễ ít gặp yeah vậy thì liệu pháp miễn dịch đối với những bệnh lý, những bệnh nhân ung thư mà ở cái giai đoạn sớm thì sẽ được áp dụng như thế nào ạ? chúng ta biết là cái bất cứ một cái phương pháp điều trị nào thì trước khi mà được áp dụng cho một cái loại bệnh ung thư thì dạ. thường phải trải qua những cái gọi là cái nghiên cứu dạ. và nghiên cứu đó người ta thấy hiệu quả đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh thì người ta mới được đưa vào trong cái thực hành hàng ngày dạ và thường là người, các phương pháp điều trị ung thư thì ta sẽ kiểm nghiên cứu trên những nhóm bệnh nhân gọi là cái giai đoạn muộn trước. Dạ. Yeah. Nếu thấy hiệu quả, sau đó người ta sẽ nghiên cứu ở giai đoạn sớm. Thì đối với giai đoạn còn sớm thì hiện tại chúng ta đã có những cái nghiên cứu và thấy được cái hiệu quả khi mà bệnh nhân sau phẫu thuật chúng ta kiểm tra bệnh nhân có phù hợp với điều trị miễn dịch hay không. Yeah. Và nếu bệnh nhân có cái chỉ định điều trị miễn dịch thì người ta đã cho bệnh nhân điều trị với phương pháp miễn dịch trong vòng một năm yeah. Và người ta thấy khi mà điều trị vậy Thì 2 phần 3 bệnh nhân Ở thời điểm 3 năm vẫn còn sống Và không có bệnh wow. Đó là một cái tín hiệu rất là mừng ừ. Trong cái điều trị miễn dịch Ở giai đoạn còn sớm yeah. à, Vậy thì đối với những bệnh nhân Mà phát hiện ở giai đoạn muộn Đã chuyển sang di căn rồi Thì liệu pháp miễn dịch này có áp dụng được hay không ạ? Bệnh nhân được kiểm tra Đánh giá là bệnh nhân có phù hợp Với cái điều trị miễn dịch thì chúng ta có thể sử dụng một mình nó ừ. hoặc là kết hợp với hóa trị ừ. vậy thì mình có những cái lưu ý nào đối với những bệnh nhân mà đang áp dụng cái phương pháp như thế này để chúng ta có những cái cách chăm sóc phù hợp ạ à? đối với bệnh nhân khi mà trực được cho nó ung thư phổi không tế bào nhỏ yeah. ở giai đoạn tiến sau và di căn yeah. và có chỉ định để điều trị cái liệu pháp dịch này Yeah. thì chúng ta phải thứ nhất là chúng ta phải tuân thủ cái điều trị thứ hai nữa là chúng ta cần mặc dù nói là không tác dụng phụ rất ít yeah. nhưng mà chúng ta cũng cần phải theo dõi à, chúng ta thường gặp cái tình trạng viêm như là viêm ruột nè viêm tuyến giáp nè à, viêm uh, viêm phổi nữa thì thường là sẽ được bác sĩ hướng dẫn và kiểm tra định kỳ trước khi mỗi lần truyền và chúng ta cần phải tuân thủ những cái chỉ định xét nghiệm đó à, khám lâm sàng cho mỗi lần tái khám để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị chúng ta đạt được cao nhất cũng như là cái tác dụng phụ có thể kiểm soát cách tốt nhất dạ. trong cái quá trình điều trị chúng ta. Dạ. Vậy thì về chế độ dinh dưỡng dành cho bệnh nhân mà đang có bệnh lý về ung thư phổi á, thì mình có nên những cái lưu ý như thế nào không ạ? À? Thì đối với một cái trường hợp mà bệnh nhân đang điều trị với một cái liệu pháp toàn thân dạ. thì chúng ta cần có cái chế độ dinh dưỡng cách hợp lý. À, sinh hoạt cách lành mạnh nè à. Đầu tiên là chúng ta biết là nguyên nhân gây ra chủ yếu của ung thư phổi không tế bào nhỏ đó là hút lá. Yeah. thì chúng ta phải bỏ hút lá. Yeah. Và tránh những cái môi trường ô nhiễm. Những yeah. người xung quanh hút lá hay không. À, thứ hai nữa là cái chế độ ăn của chúng ta thì thực phẩm tươi xanh nè. À. À, chúng ta có thể dùng uống nước à, cách đều đặn số lượng là à, 2 lít mỗi ngày. Yeah. chúng ta chia nhiều bữa ăn nhỏ ra yeah. tại vì chúng ta chia nhỏ ra thì chúng ta sẽ giúp cho cái hệ tiêu hóa chúng ta tiếp thu nó tốt hơn tránh yeah. những cái gọi là cái cái tác dụng phụ do cái việc mà cái điều trị toàn thân gây ra như buồn nôn nôn nè yeah. à, chúng ta ch à, dùng những loại thực phẩm mà nó tránh gây là kích thích mùi yeah. như cây quá hoặc là cái nóng quá yeah. à, và đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh À, chúng ta tránh những cái loại thức phẩm mà chế biến chiên xào này, để, để làm cho bệnh nhân dễ bị buồn nôn à, chúng ta nên luộc và hấp cho bệnh nhân thức ăn nó thể hơi lạc một chút nữa yeah. à, và cũng không nên bỏ bữa yeah. bỏ bữa và ngoài ra chúng ta cần tập thể dục là nhẹ thôi chứ không cần phải à, mỗi ngày để chúng ta đảm bảo được cái sức khỏe chúng ta. À, một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những thông tin rất là cụ thể nè thiết thực nè không chỉ riêng cho trà my là những người đang còn khỏe mạnh đâu ạ mà còn dành riêng cho những quý vị đang nằm trong bệnh lý của ung thư phổi. À, một lần nữa cảm ơn bác sĩ cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.